Rồi. Vậy thì con xin phép được hỏi trước một cái câu mà rất nhiều người hỏi bác rồi, đấy là nhìn lại cái hành trình của World Cup 2023 ấy. Vậy thì đến thời điểm này sau 12 ngày sau khi trở về thì bác nhìn lại thì mình đã nhận lại được cái trải nghiệm gì mà theo bác nó sẽ giá trị với cái hành trình phát triển tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam? Qua cái World Cup vừa rồi chúng ta góp mặt ở đấy, đấy là một cái đầu tiên tôi cảm nghĩ là chúng ta đã hòa nhập được với thế giới, hòa nhập được với quốc tế, và qua đây ý, chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Đấy, không tự nhiên mà chúng ta được góp mặt như thế này mà chúng ta lại bỏ phí một cái cơ hội để học hỏi. Đấy là một cái tôi nghĩ là rất là cần thiết. Đấy, học hỏi về chuyên môn, học hỏi về cái cách sắp xếp nhân sự trong một đội hình, rồi cái lối đá của đối phương. Đấy, thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là, và trình độ. Đấy, quan trọng nhất là cái trình độ. Trình độ của tất cả các đội ngoài cái vòng bảng mình, còn tất cả các đội ở bảng khác ấy đều rất là cao, phải nói là cao hơn mình rất là nhiều, tốt hơn mình rất là nhiều. Nhưng ở đây thì tôi trước khi đi tôi cũng đã hứa với tất cả mọi người hâm mộ và báo chí là thế này: chúng ta có thể thua về tầm vóc, về thể lực, về con người, về kỹ năng, về chuyên môn, nhưng đặc biệt chúng tôi xin hứa là không thể thua được cái tinh thần, ý chí thi đấu, thì cái đấy chúng tôi đã làm được. Thế còn về tất cả những cái về chuyên môn thì rõ ràng là chúng ta thua người ta rất là nhiều bậc. Và nói về cái trải nghiệm World Cup thì như Thái Lan cũng đã từng dự World Cup 2015 và 2019. Và mặc dù cũng có những cái trải nghiệm ở World Cup như thế, nhưng Thái Lan sau đấy đã có một cái đà tụt dốc không phanh. Vậy thì mình, đội tuyển nữ mình sẽ có cái kế hoạch để mà tận dụng những cái trải nghiệm đấy như thế nào để mình có thể đảm bảo được cái đà đi lên mà không đi vào cái vết xe đổ của những cái nền bóng đá cũng đã dự World Cup nhưng lại không tiến bộ được. Vâng, phải nói là chúng ta cũng đã học tập được rất là nhiều. Những cái đội, thí dụ ở xung quanh ta thì có Thái Lan, thế và lần này thì có Việt Nam và Philippines chúng ta tham dự cái World Cup lần này. Thế Thái Lan thì người ta cũng hai lần tham dự rồi, nhưng mà qua hai lần đó thì rõ ràng người ta bị tức là cũng bị nhiều cái dư luận đánh giá. Thế, và nhiều cái thiệt thòi về phía Thái Lan. Thế, còn về phía chúng ta thì rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta góp mặt. Thế và chúng ta không thể đi được một cái con đường nào khác là ngoài phấn đấu. Thế và muốn phấn đấu được tốt ấy, và từ nay chúng ta chỉ có tiến bộ đi lên ấy, thì chúng ta cần phải là cái đào tạo những cái vận động viên của chúng ta, nhất là những vận động viên nữ của chúng ta ngày càng tốt hơn, chúng ta tiếp cận với trình độ thế giới nhanh chóng hơn thì chúng ta mới đáp ứng được yêu cầu. Rõ ràng bây giờ yêu cầu rất là lớn lao rồi mà chúng ta không tiếp cận được những cái đó. Thí dụ tôi nói tiếp cận được vấn đề là phải mở những nhiều cái lớp mà năng khiếu của các địa phương. Hai nữa là các học đường, mở các cái học đường nhiều. Xuất phát từ đấy, thí dụ như vừa qua tôi đã từng sang Nhật, tôi tập huấn và tôi đã ở ngay trung tâm tôi xem. Thì ở Nhật người ta đào tạo từ 4 tuổi cơ, từ năm 4 tuổi. Đấy là tôi nghĩ là đấy là một cái tuổi tốt nhất để chúng ta đào tạo, mới chấm nở. Và hai mà như là một tờ giấy trắng ấy, đấy, không có một vết tì gì cả. Thì dạy cái gì đấy các bạn đấy cũng đều thấu hiểu, các bạn đều hơi biết. Nhưng mà nếu mà 8 tuổi thôi thì nó hơn hẳn 4 tuổi, hoặc là 14, chúng ta bây giờ là chúng ta 14 tuổi thì nó hơn hẳn bao nhiêu tuổi rồi, nó bắt đầu cây nó cứng rồi, chúng ta uốn nắng rất là khó. Đấy, thế và ở đấy tôi cũng thấy học tập được cái này, người ta đưa ra một cái chương trình giáo án nó rất đồng đều, từ lớp trên lớp dưới giống nhau. Và cứ như thế người ta đào tạo, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta đào tạo mỗi một cái lớp, mỗi một địa phương nó khác nhau. Đấy, nó không giống nhau gì, một cái giống nhau về một cái ý thức về chuyên môn cả. Trên là thành ra là khi mà các bạn ở câu lạc bộ lên ý, thì mỗi người có một cái tư tưởng, có một cái ý thức riêng, nó không tụ tập được với nhau. Đấy là một cái mà rất là bất cập mà chúng ta phải làm lại từ đầu. Dạ vâng. Và ở cái lần này thì cái danh sách triệu tập cho ASEAN có một cái điểm rất mới, đấy là rất nhiều cầu thủ trẻ đã lên đội tuyển. Thủy Trang và Thúy Nga thì đã không còn góp mặt, và rất nhiều cầu thủ trẻ, 11 trong số 25 cầu thủ là sinh năm 2000 trở đi. Và đây cũng dường như là ASEAN
và xa hơn là vòng loại Olympic Paris 2024 sẽ chính là cái bước đệm để đội tuyển nữ Việt Nam thực sự có thể bước đến cái quá trình trẻ hóa, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ làm cái gì chúng ta cũng phải có cái đầu có đuôi, che già thì măng sẽ mọc. Đấy, và chúng ta có nhiều cái lớp kế cận. Chúng ta đã qua cái World Cup rồi. Đấy, và tới đây chúng ta còn nhiều việc phải làm. Có thể tôi làm nữa hoặc không làm nữa. Đấy, nhưng người khác làm tôi cũng phải để cho người ta một tức là một cái hệ thống và một cái con người thật tốt. Tôi không muốn trao một cái lứa mà nó không tốt cho người khác làm. Thí dụ thế, tôi muốn nói cái ý như thế. Trên là tôi ngay từ bây giờ chúng ta phải đào tạo vận động viên. Và không có gì khác hơn là chúng ta phải làm. Tới đây SEA Games 33 tại Thái Lan và SEA Games vừa rồi tại Campuchia, người ta cũng đã bắt đầu người ta đào tạo cái lứa khác rồi. Hoàn toàn cái lứa trên người ta đã bỏ hết rồi. Chúng ta đi vẫn còn hơi chậm. Tôi nghĩ là như vậy. Và người ta đã làm ngay từ bây giờ rồi. Thế và chúng ta cũng làm bây giờ. Tất nhiên chậm nhưng mà còn hơn không. Tôi vừa qua thì cái đợt tập trung này tôi mạnh dạn tôi cũng là loại bỏ những cái vận động viên lớn tuổi. Đấy, có thể vẫn còn có khả năng chuyên môn nhưng đáp ứng nó còn ngắn hạn. Thì thà lấy những vận động viên thật trẻ, tốt đi, có tương lai để chúng ta đào tạo. Để sau này năm sau nữa chúng ta sẽ tốt. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta không có ý thức như vậy. Và tất cả những cái trách nhiệm về chuyên môn là tôi là phải chịu trách nhiệm. Ngoài không ngoài ai khác cả. Trên là tôi ý thức được cái điều đó. Trên là tôi mạnh dạn thay thế cái lớp trẻ để chúng ta làm. Chính vì thế mà tôi gọi những vận động viên trẻ lên để tiếp tục tập luyện. Và ở World Cup vừa rồi thì cái dấu ấn của lứa trẻ như Thanh Nhã, như Trần Thị Hải Linh, như Thu Thương cũng tương đối rõ ràng khi các cầu thủ được ra sân rất là nhiều. Có những cầu thủ như Thu Thương, Hải Linh được thi đấu cả 3 trận. Và vậy thì chúng ta hỏi là chú đánh giá thế nào về cái tiềm năng của cái lứa kế cận, nhất là cái lứa U20, ví dụ như lứa U20 vừa rồi là như lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á, rất là một cái thành tích rất là khả quan, hay là U17 Việt Nam cũng đã vượt qua vòng loại đầu tiên. Vậy thì cái lứa kế cận triển vọng hiện tại như thế nào? Tôi nghĩ là cái lứa kế cận của chúng ta ấy là rất là tốt và có cái nhiều cái triển vọng. Thí dụ như anh nói là cái thứ nhất U17 chúng ta được vào vòng chung kết mà lại được thi đấu tại sân nhà tới đây. Đấy là một cái rất là vinh dự, mà trước nay thì U17 chúng ta là toàn phải bị loại vòng loại ngay thôi. Nhưng bây giờ chúng ta được vào vòng chung kết, đấy là chứng tỏ được cái đào tạo và cái chăm chút của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, của nhà nước đối với những cái lứa vận động viên đó. Nếu mà không chăm chút như vậy thì làm sao các bạn ấy đã có thành tích như hiện nay. Thế và chúng ta phải làm như vậy. Đấy là chúng ta trông xa, tức là trông ngoài cái ở Đông Nam Á ra, chúng ta phải nhìn cả chỗ châu Á và thế giới nữa để chúng ta làm. Tất nhiên như tôi nói lúc nãy là hơi chậm một tí nhưng còn hơn không. Chúng ta phải làm như thế, ngoài ra không ai khác cả. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những vấn đề đó. Thế và có những cái người như thế, có những vận động viên như thế thì rõ ràng là cái lứa kế cận của chúng ta trong đội tuyển sẽ tốt dần lên. Chúng ta không sợ là không có người thay thế nữa. Đấy, mà nếu chúng ta chỉ giữ khăng khăng một đội hình đấy thì rõ ràng là chúng ta bị thất thiệt hơn là tất cả các cái đội khác ở trong Đông Nam Á và cả châu Á nữa. Nhật vừa qua người ta đã làm cách đây 3 năm rồi. Cái lứa trước người ta đã bỏ và hiện nay người ta làm lứa mới, rõ ràng như anh thấy đấy, cái lứa mới người ta đã World Cup rất là tự tin và triển vọng rất là lớn. Tôi đánh giá cao đội Nhật. Đấy, và ở trong khu vực mình thì Thái Lan người ta cũng bắt đầu, người ta đã làm cách đây được 2 năm rồi. Đấy, thì đấy là một cái mà chúng ta phải thay đổi lại cái suy nghĩ, phải thay đổi cách làm để chúng ta tiến lên. Vâng. Vậy thì ông thể tiết lộ một phần cái kế hoạch là mình sẽ sử dụng và đan xen cầu thủ trẻ thế nào trong hai giải tới không ạ? Vì dường như là ở SEA Games là cái kế hoạch của mình sẽ là đan xen. Vâng. Đan xen trẻ với cả và lứa lớn. Nhưng mà sẽ có một cái thời điểm mà các cầu thủ trẻ phải thay thế hoàn toàn các chị để đứng lên gánh vác đội tuyển. Vâng, có lẽ là thay thế hẳn thì phải chờ thời gian. Còn trong cái lúc này thì chúng ta vẫn cứ phải đan xen kẽ giữa già và trẻ.
với nhau. Các em trẻ thì nó có thể lực tốt, nó có tinh thần tốt, quyết tâm cao. Nói như thế thì không phải các chị lớn không có quyết tâm cao, cũng quyết tâm rất là cao, nhưng tuổi tác cũng lớn, trên nó giảm bớt cái thể lực đi. Đấy, thì tôi nghĩ là như vậy, trên là chúng ta tốt nhất là chúng ta đan xen. Nếu dùng nguyên số già không, cũng không phải là tốt. Hoặc là nếu dùng nguyên số trẻ không, thì chưa có cái kinh nghiệm thi đấu cũng không tốt. Thì tôi cũng thấy được những cái điều đó, và tôi đã làm trong nhiều năm nay. Đấy, nhiều năm nay về vấn đề đó, thì thấy cái đấy là cái tốt nhất của chúng ta hiện nay.